Em anh bắt được mớ này nhiều lắm nè, làm món gì? Hả? Ôi quá trời luôn ở dưới gốc cây á. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài là về côn trùng. Một loại côn trùng mà nó đặc biệt là nó sống dưới đất từ 3 đến 17 năm và nó sẽ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của nó trong 3 tháng hè. Đó là loại ve sầu. Năm nay ve sầu nó chui dưới đất lên rất là nhiều. Nó nhiều đến mức mà làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Vì con ve sầu này á, nó vô hại với mình, nhưng mà khi mà nó đã nhiều quá rồi á thì nó cũng làm cho mình bị phiền toái. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và các bạn theo mình đến cái chỗ mà ve sầu nó chui lên, nó lột xác nha. Nó lột xác thường thường là nó nằm ở dưới những cái bãi cỏ, nó sẽ đào những cái lỗ lên. Đây là những con ve nó đã lột xác hoàn chỉnh rồi. Và nó sẽ chui lên bởi vì nó có hai cái càng. Nó đào rất là khỏe, nó đào cái đất thì nó sống ở dưới đất á, là khoảng từ độ sâu là 30 cm cho đến 2,5 m. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị xem những cái con ve này đã lột xác và chưa lột xác, nó đang nằm trên mặt đất nha. Cái loại ve này á, cái mình nó màu đen và hai mắt màu đỏ, tên tiếng Anh nó là cicadas. Ở đây có một con ve nữa, nó chưa có lột xác hoàn chỉnh. Lúc mà nó mới lột xác á, thì nó màu trắng. Giờ mùa hè này đó thì món ăn mà cho các loài chim, có thể nói là các loài ve này sẽ bị chim nó sẽ ăn. Hôm nay là nó bớt rồi đó. Hôm qua thì nó ra nhiều lắm.
Đó trời, mới bắt một chút xíu mà đầy hết rồi. Em, anh bắt được mớ này nhiều lắm nè, làm món gì? Hả? Ôi ơi, quá trời luôn ở dưới gốc cây á. Năm nay là nó bò lên đầy hết á. Ở ngoài bãi cỏ á. Quá trời luôn. Mình bắt, mình cho quý vị và các bạn xem. Giờ mình cũng phải đi bỏ đi. Mùa này là chim chóc đó, nó ăn thoải mái luôn cái loại này nè. Giờ mình đem đi thả nó. Nhiều quá. Năm nay là cái năm mà hình như là 10 năm nó lên một lần. 10 năm nó lên một lần nhiều thật nhiều. Mỗi năm nó cũng lên nhưng mà nó lên ít thôi. Mà năm nay là lên nhiều lắm. Con loại này là con ve đen mắt màu đỏ, có những con là nó mới lột thì nó màu trắng, rồi nó lột rồi hồi nữa thành màu đen. Giờ mình bỏ cho nó bò lên mấy cái chỗ cái cây để nó lột xác. Đây là chỉ có một gốc, mình bắt một gốc ngay chỗ cái gốc cây thôi. Còn mà đi bắt nữa thì thôi chắc đầy cái rổ này. Đó trời như nó bò. Con này ở bên Việt Nam mà làm món chiên giòn thì chắc ngon lắm. Thấy có bạn ở trên vùng cao đó, họ bắt cái con ve mà nó đã có cánh rồi đó, họ về họ rang ăn. Còn cái con ấu trùng này thì chắc là nó thịt nó chắc hơn, nó ngon hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để ủng hộ kênh YouTube của tôi, xin quý vị đừng quên bấm like, share và subscribe. Chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin hẹn các bạn ở những video kế tiếp.